Và các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt bẫy chim tào màu mà không cần có chim mồi nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn cần một cái lồng bẫy, và nguyên liệu thứ hai là các bạn cần một quả chuối. Tại cái quả chuối này các bạn sẽ cắt ra làm 4 phần như sau. Đợi mình tí nhá, hiện tại là mình có một tay thôi, không cắt được. Đây, sau khi bạn cắt quả chuối ra như này đây, tại cái lồng bẫy của các bạn thì các bạn sẽ đặt lên, các bạn lên, các bạn cứ gài như bình thường nha các bạn. Nhưng mà để bẫy ở chỗ này thì các bạn phải lưu ý một điều là các bạn phải kiếm được cái vị trí nào mà chim hay đến ăn nha các bạn. Đây mình gài lên nặng, hiện tại bạn đợi một chút mình gài lên. Đây mình đã gài cái lồng bẫy lên đây, và khi các bạn đặt chuối vào cái lồng bẫy như này thì các bạn phải đặt ở hai cái mép hai bên này. Thì các bạn đợi chút nha, hiện tại do một tay mình không thể nào đặt được, rất là khó, mình cần lắm một cá để phụ mình nhưng lại không có. Đây ok nha các bạn, đẹp không? Đây chim đậu lên ăn và dính bẫy thôi. Và giờ là mình sẽ thực tế mình trải nghiệm luôn cho các bạn, là mình sẽ đặt lên đây và bẫy luôn cho các bạn thấy luôn, cho các bạn yên tâm về cái tính khả thi của cái việc này nha các bạn. Các bạn đợi mình chút. Bạn đã đặt được lên trên chỗ cây mận thân yêu đấy, khả năng là khi nào chiều nó dính thì mình sẽ quay cho bạn xem.